Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại với một video hướng dẫn cho các bạn cách xóa mật khẩu màn hình khóa trên điện thoại Samsung nha. Thì bạn đang cần xóa mật khẩu trên điện thoại Samsung vì không cần dùng đến tính năng này, hoặc là đề phòng trường hợp bạn quên mật khẩu trên điện thoại Samsung. Thì cách làm như thế nào thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn nha. Thì đầu tiên các bạn hãy vào phần cài đặt trên điện thoại Samsung của các bạn nha. Rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn vào màn hình khóa và bảo mật nha. Rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn vào kiểu khóa màn hình nha. Rồi các bạn hãy tiến hành nhập mã PIN của các bạn đang dùng. Rồi các bạn hãy nhấn vào tiếp nha. Rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn vào không dùng để tắt chế độ mật khẩu ở màn hình khóa nha. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa mật khẩu màn hình khóa trên điện thoại khi quên mật khẩu nha. Các bạn lưu ý là với cách này thì yêu cầu máy bị khóa đã đăng nhập tài khoản Samsung đang có kết nối mạng và đã bật định vị nha các bạn. Tiếp theo là các bạn hãy dùng trình duyệt bất kỳ từ thiết bị nào đó, và các bạn hãy truy cập vào cái đường link là File My Phone. Cái đường link này mình sẽ để trong phần mô tả nha. Rồi các bạn hãy nhấn vào nút đăng nhập nha. Rồi tiếp theo là các bạn hãy nhập cái thông tin tài khoản của mình là email và mật khẩu, và các bạn hãy sau khi nhập vào rồi thì các bạn hãy nhấn vào đăng nhập nha. Rồi tiếp theo là tại góc phải màn hình máy tính đó, thì các bạn hãy chọn vào biểu tượng là mở khóa nha. Và tiếp theo là các bạn hãy nhấn vào mở khóa. Và bước tiếp theo là các bạn hãy nhập mật mã Samsung của các bạn nha. Và các bạn hãy nhấn vào tiếp để tiến hành mở khóa cái điện thoại Samsung của các bạn nha. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách xóa mật khẩu màn hình khóa khi các bạn quên hoặc là khi các bạn không dùng nữa rồi. Thì nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.